Chào mừng bạn đã trở lại với một video hướng dẫn khác về Google AdMob. Đây là video đầu tiên trong chuỗi video gồm hai phần về tính năng phân đoạn thông minh, chỉ có ở trong AdMob. Tính năng này giúp bạn phân đoạn người dùng ứng dụng thành nhóm người dùng có khả năng chi tiêu và nhóm người dùng ít có khả năng chi tiêu. Trong video đầu tiên này, tôi sẽ giới thiệu tổng quan về mô hình phân đoạn thông minh và trình bày chi tiết về những lợi ích chính của tính năng này. Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét tổng quan về mô hình phân đoạn thông minh. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nêu bật một số xu hướng mua hàng trong ứng dụng để minh họa lý do phân đoạn thông minh là một công cụ hữu ích và hiệu quả. Sau đó, chúng tôi sẽ trình bày một số tiêu chí cần cân nhắc khi quyết định liệu mô hình phân đoạn thông minh có phù hợp với ứng dụng của bạn hay không. Trong mục này, chúng tôi sẽ nêu một số những chú ý ngắn gọn về cách sử dụng tối ưu mô hình phân đoạn thông minh trong ứng dụng của bạn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện của một nhà phát triển đã thành công khi sử dụng mô hình phân đoạn thông minh. Về tổng quan, phân đoạn thông minh là tính năng do Admob phát triển tính năng này sử dụng công nghệ máy học của google để chia người dùng thành hai phân khúc người dùng có nhiều khả năng chi tiêu và người dùng ít khả năng chi tiêu trong ứng dụng của bạn nhiều nhà phát triển đã từng thực hiện việc phân đoạn bằng việc phân đoạn với dữ liệu lịch sử phân đoạn thông minh là một công cụ chính xác hơn chỉ hiển thị quảng cáo cho những người dùng ít khả năng chi tiêu trong ứng dụng của bạn tính năng này cung cấp một giải pháp đơn giản cho những ứng dụng có nhiều tính năng mua hàng trong đó để giúp kiếm tiền từ người dùng không trả tiền mà đồng thời vẫn duy trì trải nghiệm cao cấp cho những người dùng trả tiền. Vì mô hình phân đoạn thông minh chia người dùng thành người mua hàng và người không mua hàng, nên đây là tính năng dành riêng cho các ứng dụng có tính năng mua hàng trong ứng dụng hay còn viết tắt là IAP. Lưu ý rằng, mặc dù điều này là không bắt buộc, nhưng ứng dụng của bạn nên có số lượt mua hàng trung bình tối thiểu là 1.000 lượt. Vì nếu bạn có số lượt mua hàng đáng kể, phân đoạn người dùng của bạn sẽ chính xác hơn. Ngay cả khi hiện tại bạn chưa triển khai IAP nhưng dự kiến sớm sẽ triển khai trong các ứng dụng của mình, bạn nên xem tiếp video này để biết cách sử dụng mô hình phân đoạn thông minh khi đã sẵn sàng. Tiếp theo, hãy xem qua một số điểm chuẩn thị trường để biết lý do mô hình phân đoạn thông minh lại có ý nghĩa quan trọng trong việc tối đa hóa doanh thu. Theo dữ liệu nội bộ, chỉ 4% người dùng sẽ thực hiện việc mua hàng trong ứng dụng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội lớn để kiếm tiền từ 96% người dùng còn lại bằng quảng cáo. Đặc biệt, khi sử dụng công cụ phân đoạn thông minh. Trên hết các báo cáo ngành cho thấy doanh thu từ quảng cáo trong thiết bị di động dự kiến sẽ tăng gấp 3 vào năm 2021. Vậy tại sao không cạnh tranh thông qua quảng cáo trên thiết bị di động thay vì thị trường IAP đã quá đông? Mặc dù vậy, bạn cũng nên xem xét một số tiêu chí sẽ giúp ứng dụng của bạn phù hợp với mô hình phân đoạn thông minh. Phân đoạn thông minh chắc chắn sẽ là công cụ hữu ích cho bạn nếu bạn đáp ứng tất cả 4 tiêu chí sau đây. Đầu tiên, bạn đã triển khai tính năng mua hàng trong ứng dụng và đang tìm cách kiếm tiền từ người dùng không trả tiền. Thứ hai, bạn đang tìm cách tăng số vị trí quảng cáo bằng cách thử sử dụng định dạng mới hoặc thêm vị trí đặt ở vị trí quảng cáo mới. Ví dụ, bạn có thể thực hiện các hành động sau. Thêm quảng cáo xen kẽ vào một ứng dụng thường chỉ sử dụng quảng cáo có tặng thưởng. Hiện tại, bạn đang sử dụng nền tảng dàn xếp AdMob hoặc sẵn sàng sử thử nghiệm với biểu đồ thác nước chỉ dùng AdMob cho đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh. Đối với các ứng dụng iOS, bạn đã nâng cấp lên phiên bản SDK AdMob mới nhất và đang thích hợp Firebase Xin lưu ý rằng bạn nên tích hợp space nhưng không bắt buộc sử dụng mô hình này nữa. Chú ý đối với phân đoạn thông minh. Có thể hầu hết các bạn đang háo hức với việc bắt đầu phân đoạn tất cả người dùng của mình. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên các bạn không nên làm như vậy. Việc thay thế các đơn vị quảng cáo hiện đang hiển thị cho tất cả người dùng sẽ khiến lượt hiển thị và doanh thu giảm đi. Điều này là do đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh chỉ thu thập người dùng dự đoán là không chi tiêu, chiếm khoảng 60% người dùng hoạt động hàng ngày của bạn. Bây giờ hãy xem ví dụ về một nhà phát triển đã thành công khi sử dụng mô hình phân đoạn thông minh. Game Inside được thành lập vào năm 2009 với mục đích tạo ra những trò chơi vượt trội trên nền tảng di động và mạng xã hội. Mặc dù đã đạt được những thành công trên toàn cầu, nhưng Game Inside vẫn cần tìm ra những cách mới để tăng doanh thu từ trò chơi chiến lược hạng nặng của họ, Survival Arena. Game Inside đã quyết định triển khai mô hình phân đoạn thông minh trên quảng cáo xen kẽ và giới hạn tần suất đối với những người chơi mới. Doanh thu quảng cáo của họ đã tăng 30% trong vòng một tuần. Sau khi nhận thấy không có ảnh hưởng xấu đến IAP và mức độ tương tác, Họ đã quyết định mở rộng mô hình phân đoạn thông minh sang những tựa trò chơi khác. Giờ thì bạn đã biết cách hoạt động của tính năng phân đoạn thông minh. Bạn có thể bắt đầu một số đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh, nhưng có thể bạn vẫn còn có những thắc mắc. Làm cách nào để tôi đo lường được liệu tính năng này có thực sự hoạt động hiệu quả cho ứng dụng của tôi hay không? Trong AdMob, bạn có thể dễ dàng theo dõi hiệu quả hoạt động của tính năng phân đoạn thông minh. Sau khi bạn tạo đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh, AdMob sẽ tự động tạo một thẻ báo cáo trong trang tổng quan ứng dụng AdMob để giúp bạn theo dõi các chỉ số. Các chỉ số này bao gồm doanh thu trung bình trên mỗi người đang hoạt động hàng ngày, ARPDU, mức độ tương tác, tỷ lệ giữ chân ngày 1, ngày 7 và 14 cũng như các chỉ số khác. Thẻ này được gọi là thẻ báo cáo. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp chế độ thử nghiệm mà bạn có thể sử dụng để triển khai đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh chỉ cho 10% người dùng của mình. Tính năng thử nghiệm AB này sẽ giúp bạn so sánh và xác định được chính xác liệu tính năng phân đoạn thông minh có hiệu quả cho bạn hay không. Nếu chọn sử dụng chế độ thử nghiệm, bạn sẽ có một thẻ riêng trên trang ứng dụng tổng quan để xem hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh so với đơn vị quảng cáo không phải phân đoạn thông minh. Nếu hài lòng với hiệu quả hoạt động của đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh thì bạn có thể chọn chuyển sang chế độ hoàn chỉnh hoặc ngừng thử nghiệm. Nếu bạn chọn chế độ hoàn chỉnh, hệ thống sẽ bắt đầu triển khai 100% đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh của bạn. Ngược lại, với chỉ 10% trong khi đó, nếu bạn chọn ngừng thử nghiệm, hệ thống sẽ tạm dừng việc phân phát đơn vị quảng cáo phân đoạn thông minh. Chúng tôi đã trình bày tổng quan về cách sử dụng mô hình phân đoạn thông minh. Tóm tắt, đầu tiên, phân đoạn thông minh cho phép bạn tạo hành trình khác nhau cho người dùng được dự đoán là sẽ chi tiêu và người dùng được dự đoán là không chi tiêu. Thứ hai, mô hình phân đoạn thông minh chỉ hoạt động nếu bạn cung cấp ERP trong ứng dụng, vì hệ thống sẽ dùng ERP để xem xét việc phân đoạn người dùng chi tiêu và người dùng không chi tiêu. Cảm ơn bạn đã xem video hướng dẫn về Google AdMob này và chúng tôi hy vọng bạn thấy video này hữu ích. Hãy tiếp tục theo dõi video thứ hai của chúng tôi về các loại công thức phân đoạn thông minh sẽ giúp bạn triển khai một cách dễ dàng hơn. Trước khi bạn bắt đầu, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với bạn nhiều tài nguyên khác để bạn có thể có trải nghiệm tốt nhất với mô hình phân đoạn thông minh. Bạn có thể tìm thấy nhiều tài nguyên khác như trong trung tâm trợ giúp của AdMob và hướng dẫn dành cho nhà phát triển về mô hình phân đoạn thông minh trong phần mô tả video bên dưới. Và cuối cùng, hãy nhớ đăng ký kênh Google AdMob để xem thêm các mẹo và phương pháp hay nhất giúp bạn phát triển ứng dụng hơn nữa.